trong tích tắc, khối đất đá khổng lồ từ ngọn núi ở huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam bất ngờ đổ sập xuống nơi đang có nhiều cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ cứu nạn vào ngày 12 tháng 11 năm 2020. Theo đó, vào sáng 12 tháng 11 năm 2020, Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam huy động 4 xe cơ giới và 60 cán bộ chiến sĩ dân quân trên địa bàn huyện tham gia tìm kiếm người mất tích trong vụ sạt lở núi xảy ra vào chiều 11 tháng 11. Khi các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ thì ngọn núi bất ngờ sạt lở tiếp. Khi mà nhiều người chưa kịp hoàn hồn thì ngọn núi thêm một lần nữa đổ ập xuống với khối lượng đất đá còn nhiều hơn cả lần trước. May mắn là những cán bộ chiến sĩ có mặt tại đây đã phát hiện kịp thời và chạy thoát trước khi đất đá kéo xuống.